vô xô cho mọi nước vô, không cần cắt. Xoay mép vô. Đã. Đã. Mình có kỹ chứ không là nó bị cháy đen. Xoay ngược. Xoay ngựa ra. Rồi. Vừa xoay vừa nhấn cao su. Vừa xoay vừa nhấn nó mới ép cao su vô được. Rồi ok. Tập khoảng 6 vòng. Ba lát, nhét ba lát vào lên. Nhét ốc ra. Quăng hai lỗ đây cho vừa ốc. Vừa ốc nhét vô. Con bắt xếp vào đây. Ok. Xong. Rồi xong. Giờ nguyên 2 tấn tôi mới lét trên trời.